Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít dầu tăng 660 đến 960 đồng. Xăng tăng 960 đến 980 đồng, đánh dấu cao nhất từ tháng 8 năm 2014. Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 24.570 đồng một lít, tăng 980 đồng. RON 95 là 25.320 đồng một lít, đắt thêm 960 đồng. Với đà tăng lần này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8 năm 2014. Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng. Dầu hỏa là 18.750 đồng một lít, tăng 960 đồng. Dầu diesel là 19.860 đồng một lít, tăng 960 đồng. Dầu ma đắt là 17.650 đồng một kg, tăng 660 đồng. Xăng dầu thế giới từ kỳ điều hành ngày 21 tháng 1 đến nay tăng giá liên tục. Nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng các yếu tố địa chính trị ở Trung Đông. Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao tại nhiều nước lớn như Mỹ, Trung Quốc cũng tác động làm giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao. Giá bình quân một thùng AON95 trong 20 ngày qua tăng 6,9% lên 104.605 đô la Mỹ một thùng. Xăng RON 92, loại dùng để pha chế xăng E5 RON 92, cũng tăng 6,5% lên 102.419 đô la Mỹ một thùng. Các mặt hàng dầu cũng tăng 5,2 đến 6,4%. Cơ quan điều hành cũng chi 200 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92. Mức chi quỹ với xăng RON 95 là 0 đồng. Như kỳ điều hành ngày 21 tháng 1, mức chi quỹ với dầu diesel vẫn là 400 đồng một lít. Dầu hỏa giảm về 100 đồng một lít so với kỳ điều hành cuối tháng 1. Cùng với xả quỹ bình ổn giá, để kìm mức tăng giá bán lẻ quá mạnh ở kỳ điều hành hôm nay, nhà chức trách cũng trích 200 đồng mỗi lít xăng RON 95 vào quỹ bình ổn, mức trích với E5 RON 92 là 50 đồng một lít. Dầu ma đắt là 300 đồng một kg. Tới trước 15 giờ hôm nay, quỹ bình ổn giá xăng dầu tại tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, đơn vị chiếm 40% thị phần xăng dầu trong nước, âm 55 tỷ đồng. Kỳ điều hành hôm nay chậm 10 ngày so với thông thường, do ngày điều chỉnh 1/2 rơi vào mùng 1 Tết, và theo nghị định 95 sẽ chuyển sang kỳ điều hành tiếp theo. Việc kéo dài thời gian điều hành trong khi giá thế giới tăng cao khiến giá trong nước bị nén lại và trên cao so với thế giới. Theo các chuyên gia, bối cảnh nguồn cung xăng dầu trong nước đang căng thẳng, một phần do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất từ cuối tháng 1 vì khó khăn tài chính và hiện chưa đạt 100% công suất trở lại. Các doanh nghiệp đại lý xăng dầu càng bán càng lỗ. Nhiều cây xăng thiếu hàng nhưng cũng có hiện tượng găm hàng chờ giá tăng để bán bù bớt lỗ.